cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video ngày hôm nay, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần bi bản về một trận cờ rất hay đánh trong giải cờ tướng cá nhân Trung Quốc năm 2019. Bên đỏ đi tiên là danh thủ Từ Siêu và người cầm bên đen là chiến thần Vương Thứ Nhất. Xin kính mời các bạn cùng đón xem. Chứ Chứ Chứ将军，吃，吃。
吃吃吃吃吃吃吃吃将军
将军。将军。Và tiếp theo sau phấn cờ binh 7-1 của danh thủ vương nhất thế biên tiên của Từ Siêu, anh đã buông cờ xin thua. Các bạn thấy ngay hạ tướng về thì tốt bình qua là thua. Còn trong bối cảnh có trò chạy tới tầng 3 thì đây vẫn là hình cờ mà bên đen yếu thế tuyệt đối trong hình cờ trên. Như vậy kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn phần bi bản về ván đấu trên, một trận cờ rất hay, đỉnh cao của danh thủ vương nhất khi cầm bên đen đối với danh thủ Từ Siêu. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.